NATO tin rằng Nga đang mở một đợt tấn công lớn ở Donbas. Ngoài ra, việc hỏa lực pháo binh Nga liên tiếp nã vào Bakhmut cho thấy đây sẽ là hướng chính của cuộc tấn công. Ngày 14 tháng 2, Reuters dẫn lời các quan chức NATO nói họ tin rằng Nga đã mở một cuộc tấn công lớn ở miền đông Ukraine, vùng Donbas. Ngoài ra, việc hỏa lực pháo binh Nga liên tiếp nã vào Bakhmut cho thấy đây là hướng tấn công chính của Moscow. Đợt tấn công mới của Nga diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine sắp bước qua năm đầu tiên. Trả lời phỏng vấn Reuters vào ngày 13 tháng 2, các quan chức quân đội Ukraine cho biết lực lượng vũ trang của nước này đã sẵn sàng trước các hoạt động quân sự leo thang mới từ phía Nga. Còn theo tờ New York Times ngày 13 tháng 2, quân đội Ukraine đã đưa ra lệnh cấm các đoàn viện trợ và dân thường đến Bakhmut. Điều này cho thấy Kiev không thể đảm bảo quyền kiểm soát các khu vực trong trung tâm thành phố vốn được coi là tương đối an toàn trước đó, chẳng hạn như các quận ở bờ Tây sông Bakhmutka. Một chỉ huy quân sự Ukraine nói với Reuters rằng nếu dân thường muốn rời khỏi thành phố lúc này, họ phải chấp nhận rủi ro đối mặt với hỏa lực từ pháo binh Nga. Bakhmut là mục tiêu hàng đầu của Nga và việc chiếm được thành phố sẽ mang lại cho Nga một chỗ đứng mới trong khu vực Donetsk và một chiến thắng quan trọng trong thời điểm hiện tại. Tờ New York Times cũng dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần trước cho biết làng Krasnaya Gora nằm ở phía bắc Bakhmut đã thuộc quyền kiểm soát của Nga. Chuyên gia chính trị, quân sự và cố vấn cho lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk, ông Yan Gazin nhận định, việc kiểm soát Krasnaya sẽ giúp Nga có thể tăng cường kiểm soát các hướng tiếp cận Bakhmut. Các vùng Donetsk và Lugan tạo nên khu vực Donbas, trung tâm công nghiệp lớn nhất của Ukraine. Hiện, Nga đang kiểm soát một phần lớn và Moscow muốn tiến tới kiểm soát toàn bộ khu vực. Các chỉ huy quân sự Ukraine ở Bakhmut cũng thừa nhận hiện tình hình trở nên khó khăn hơn. Theo ông Volodymyr Nazarenko, phó chỉ huy tiểu đoàn Svoboda, nói về cơ bản, toàn bộ Bakhmut đã bị pháo kích ngày đêm. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13 tháng 2 cho biết, lực lượng của họ đã tiến thêm vài km dọc theo tiền tuyến của Ukraine ở Bakhmut, nhưng không nêu rõ địa điểm. Trước sức ép ngày càng tăng từ Nga, lực lượng Ukraine phòng thủ Bakhmut đứng giữa hai lựa chọn khó khăn, cố thủ đến cùng hay rút quân chờ thời cơ. Trên những ngọn đồi tại làng Chashivyak, ngoại ô thành phố Bakhmut, các binh sĩ Ukraine đang miệt mài đào chiến hào, bố trí thêm công sự bằng gỗ. Đây là một phần của tuyến phòng thủ mới được tăng cường ở phía tây Bakhmut, điểm nóng giao tranh khốc liệt nhất ở Ukraine lúc này. Cách đó khoảng 8 km, quân đội Nga vẫn không ngừng tấn công nhắm vào Bakhmut, nơi hai bên đã giằng co suốt nhiều tháng qua, gây thương vong chưa từng thấy kể từ khi chiến sự bùng phát. Khi cố thủ tại thành phố này, Ukraine mong là có thể bào mòn lực lượng Nga trong những trận chiến giằng co ở từng căn nhà, góc phố, đồng thời kéo dài thời gian nhằm chờ những vũ khí hiện đại hơn từ phương Tây được chuyển đến chiến trường. Câu hỏi lớn nhất mà các chỉ huy Ukraine đối mặt hiện nay là họ nên tiếp tục cố thủ ở Bakhmut hay chủ động rút quân để bảo toàn lực lượng. Các chỉ huy Ukraine cho hay Bakhmut không mang nhiều giá trị chiến lược, nhưng việc thành phố này thất thủ sẽ là một diễn tiến mang tính biểu tượng, có thể tạo động lực mới để Nga sốc lại tinh thần sau một loạt bước lùi kể từ tháng 9 năm 2022. Trận chiến tiêu hao đẫm máu ở Bakhmut có thể báo trước thế trận của một cuộc xung đột sắp tới. Theo các chuyên gia quân sự phương Tây, Nga đang tận dụng lợi thế về quân số để phát động chiến dịch tấn công mới nhằm chiếm thêm lãnh thổ ở miền đông Ukraine, dù tổn thất trong tác chiến đô thị là rất lớn. Nhưng trận chiến ở Bakhmut cũng gây thiệt hại lớn cho Ukraine. Nếu các binh sĩ ở đây bị bao vây và hứng chịu thương vong nặng nề, điều này có thể làm xói mòn niềm tin ở trong nước và quốc tế đối với năng lực kháng cự của chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelensky. Pavlo Kirilenko, lãnh đạo cơ quan quân sự Donetsk của Ukraine, nơi có thành phố Bakhmut cho biết, Kiev đang nỗ lực để trụ vững nhưng không hy sinh binh lính một cách vô ích. Ông nói, chúng tôi sẽ không nướng quân mình tại đây. Kirilenko không nói rõ Ukraine sẽ bảo toàn lực lượng ở Bakhmut như thế nào khi Nga đang tăng cường đáng kể quân số cho mũi tiến công vào thành phố. Nhờ đợt động viên quân hồi năm 2022, Ukraine gần đây liên tục cảnh báo Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới đánh dấu một năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Lực lượng Nga đã dồn dập tấn công nhằm chọc thủng các phòng tuyến của Ukraine tại miền đông, không chỉ ở Bakhmut mà còn xa hơn về phía bắc quanh Lyman và phía nam ở Uleda. Mikhail Podolyak, cố vấn cho Tổng thống Ukraine, tuần trước còn tuyên bố rằng chiến dịch tấn công mới của Nga đã bắt đầu, chính là nó,
Ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nó đã bắt đầu rồi. Các binh sĩ dọc theo một đoạn chiến tuyến phía Nam ở Donetsk cho biết, lực lượng Nga đang tấn công thăm dò tuyến của họ, song tỏ ra vẫn hoài nghi về việc Moscow có thể triển khai một chiến dịch tiến công quy mô lớn. Phương Tây đã cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí mới, trong đó có xe tăng chiến đấu, song phải mất nhiều thời gian để chuyển giao và huấn luyện quân sĩ. Quân đội Ukraine đang được huấn luyện tại Đức và dự kiến hoàn thành khóa đào tạo vào cuối tháng 3. Kiev từng đối mặt với tình huống tương tự tại Severodonetsk. Quân đội Ukraine khi đó đã phải vượt sông để rút lui và tránh bị lực lượng Nga bao vây sau những trận giao tranh ác liệt trong đô thị, chịu thiệt hại nặng nề. Ở Bakhmut, một lần nữa, Ukraine đang đối mặt tình thế cân não khi phải đứng giữa hai lựa chọn, giữ vững vị trí hay chờ thời cơ để rút lui. Tổng thống Zelensky từng thề không đầu hàng ở pháo đài Bakhmut. Mikhail Kovan, chỉ huy cấp cao của quân đội Ukraine, khẳng định các binh sĩ sẵn sàng chiến đấu trên từng con phố nếu cần thiết. Sau nhiều tháng không thành công trong nỗ lực tấn công trực diện vào Bakhmut, Nga đã chuyển sang chiến thuật bao vây. Các tay súng Wagner, nhóm được phương Tây gọi là lính đánh thuê, đã mở mũi tấn công về phía đường cao tốc dẫn vào thành phố từ phía đông bắc. Ở phía nam, hai bên giao tranh quyết liệt nhằm chiếm ngôi làng Ivanivsky, nằm trên tuyến đường tiếp tế dẫn vào Bakhmut. Khi cả hai con đường này đều nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga, làng Chasivyak trở thành cửa ngõ cuối cùng để chuyển hàng tiếp tế vào viện binh vào Bakhmut. Trên những ngọn đồi phủ đầy tuyết ở phía tây thành phố, các chiến hào đã được đào để lực lượng Ukraine thiết lập phòng tuyến mới. Các binh sĩ Ukraine tại đây vẫn tự tin vào khả năng giữ được Bakhmut. Họ nói, nhiệm vụ của chúng tôi là không để thành phố bị thất thủ. Nơi đây là của chúng tôi. Hai phụ nữ đến từ Bakhmut cho hay quân đội Ukraine bên trong thành phố cũng thề sẽ cầm cự. Sau khi nhận lương hưu ở Chasivyak, nơi chính quyền Ukraine đã chuyển phần lớn dịch vụ hành chính công từ Bakhmut về đây, họ nói rằng vẫn sẽ trở về thành phố và không nao núng trước tiếng rít của đạn pháo. Theo Krylenko, nếu tuyến hậu cần của Ukraine được đảm bảo, việc tiếp tục chiến đấu tại Bakhmut vẫn là hợp lý. Ông ước tính hàng trăm binh sĩ Nga thiệt mạng mỗi ngày. Ông nói, mục đích của Ukraine là làm tiêu hao và tiêu diệt càng nhiều sinh lực đối phương càng tốt. Ukraine và Nga đều giữ kín quy mô tổn thất ở Bakhmut. Tuy nhiên, quyết định huy động khoảng 300.000 quân dự bị vào mùa thu năm 2022 đã mang lại cho Nga lợi thế về nhân lực. Quân đội Ukraine phòng thủ Bakhmut đang bị áp đảo trước những tân binh Nga được điều tới, các binh sĩ cho biết. Tổn thất nặng nề của cả hai bên chỉ góp phần làm tăng giá trị biểu tượng của Bakhmut, khiến rút lui trở thành quyết định khó khăn hơn bao giờ hết. Tướng Ukraine Kovan thừa nhận, nước này đang gặp một số vấn đề về nhân sự. Ông cho hay một tiểu đoàn đã tự ý rút quân hồi tháng 12 năm 2022, để lại một khoảng trống nguy hiểm trên phòng tuyến. Quân đội Ukraine đã phải nhanh chóng điều quân tiếp viện, kịp thời bịt lỗ hổng. Theo Kovan, mục tiêu của việc điều động lực lượng nhanh chóng là nhằm ngăn Nga xuyên thủng phòng tuyến, đồng thời tránh tình trạng đổ vỡ kiểu domino gây sụp đổ tinh thần chiến đấu trên cả mặt trận. Ông lưu ý, nếu bạn để mọi người tự do từ bỏ vị trí, nó sẽ diễn ra như một cơn sóng. Tại căn cứ phía tây Bakhmut, chỉ huy một đơn vị pháo binh thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine cho biết, hỏa lực áp đảo của Nga đã buộc họ phải rút lui gần 1 km. Ông nói, đáng buồn là chúng tôi đang ở thế bất lợi. Ông phát một video quay bằng máy bay không người lái cho thấy cảnh hai con phố tan hoang ở rìa phía đông bắc Bakhmut, nơi lực lượng Nga đã kiểm soát 2 tuần trước. Theo vị chỉ huy này, đơn vị của ông đã ngăn quân Nga tiến sâu hơn vào thành phố, dù để mất khu vực ở ngoại ô. Quãng thời gian họ cầm cự đã giúp các đơn vị Ukraine khác có thêm thời gian chuẩn bị. Ông nói, mỗi ngày đều giá trị. Giống như nhiều thành phố ở Donbass, Bakhmut nằm trong một vùng trũng, địa hình không thuận lợi cho phòng thủ. Alexander Kruglik, binh sĩ thuộc lữ đoàn xung kích số 3 của Ukraine cho biết, giữ Bakhmut chắc chắn là một nhiệm vụ rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu để mất, giành lại thành phố còn khó khăn hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.